san bái ủ ba trăm thiên. Ngày 355 Em hình như trước giờ chưa từng ăn qua cái vị này đâu. Hay nghe và nhắc lại. Ủa 从来没吃过呢，这这个味道，我好像从来没吃过呢这个味道。 Tôi好像从来没吃过呢,这个味道. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Số lượng, lượng. Liệu có trông béo hay không? Huỷ độ dài rất hợp với em. Trắng tù rất sự với nỉ. Ít nhất cần 190.000 Việt Nam đồng. rất hợp với em. Chiều dài rất hợp với em. Chiều dài đã học mấy năm tiếng Trung rồi. Xuyên là chỉ nén Trung ổn lợ. Thái độ nói chuyện. Số hoa thải tủ. Vừa dạo vừa ăn. Biên quảng biên chứ. Ngồi đợi. Dùa có thể ăn được cay hay không? Nắng buồn nắng chưa lạ. Chủng loại phong phú. Chủng lầy phong phủ. Ngày lễ. Chia rử. Đủ chưa? Câu là mấy dấu. 这舍就,就等按瓜。从来没吃过。